ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកល្ពៅឆៅគួយដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងពីរមុខនិងតែម្ដងទី1គឺរបៀបធ្វើទឹកល្ពៅទី2គឺរបៀបធ្វើឆៅគួយតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកល្ពៅឆៅគួយ Chia đầm bốn cư dân trai dọc lại là bơ nấng một chặt sầm bọ cho nhỏ ở xa. Nơi bê đã chặt sầm bọ rút nâng dọc rộp cho nhỏ hói cư dân trai dọc là bơ nút từ liền tật bên tọp mốt cư dân trai dọc vía một cặp chữ đông tồi tồi. Là bơ đại ban sầm ạt rụi rò hói ní cư miên tùm ngốn 10 kỳ lô pram mùi khám rư có 7 pound còn là. Chúng hiện bánh tốt cư dân nâng dọc lại là bờ nút tại đại trầm hồi hay môn nâng dân ai đại trầm hồi bán cư dân trai đâm tật cần lạc chân năng ở việc bù chìa môn sân. Ai lần ní tật rồi bỏ dân cư bán bù hai đôi chân hẹp bóng ổn ai lực chân năng là bờ nút đã trôi tới rồi hai trai đại việc trầm hồi rồi dạp bê xam sập nửa tí rưu môi co rồi hột đỏ viên nâng chân bán lọ. Xam sập nề tì kran mốt khơi tha là bờ bò dướng cư ban cho anh lọ hơi. Bần tọc bì dương lực vì cho bì lỡ phớn cư dương trời tục vì ai trở chạy bần tạch xanh chăm dọc vì mọc rò lọc. Khănông ca rò lọc là bờ ní cư khi nhóm nâng liên chì mùi nâng tật đỏ cổ sro. Đôi chân này là bờ đà miên tùm ngôn 10 kỳ lô pram mùi khám rư có 7 pound còn lá nâng cư khi nhóm nâng liên chì mùi nâng tật đỏ cổ sro chùm nôn 10 lít còn lá rư có pram mùi khám. ຈ້າອັນຈັ່ງບ້ອງບ້ອນຖືກະລອກຝ້າຍລະເປົ້ນີ້ລະຮົດດອວີຫມົດຄັ້ງແຕ່ມະດອງໃນເປດແຕ່ຍັງກະລອກຝ້າຍລະເປົ້ຮູດຮອດໃຫ້ເປນີ້ຄືຍັງອາດຈັບດ້າມຖືຕຶກລະເປົ້ບານຈຽນດໍາບົງຄືຍັງນຶງດໍາຕຶກຈໍານວນ 1 ລິດຫຼືກໍ 4 ຄັບນັ້ນឲ្យເວປູຊິມົນ Ấy lần ní tật rộng bò dưỡng cư bàn bù hào đưa chân hẹp bóng bóng ai chạy tật tí đốn chùm nôn cần lá lít rư có bị khắp châu tư. Rồi hói cư chỉ sạc tái chùm nôn bấy rư có buôn sần lạc. Mình tọa mốt cư chỉ ẩm bớ chùm nôn mùi sạp rìa cà phê. Sko ẩm bớ chùm nôn bấy khám rư có mùi khắp mùi phía buôn. Chạc rương tàng ọt nụ ruột hái cư dương trời cô ví ôi vi rồi lý bánh tạch xanh nực nông tạch tí đông nụ. Bánh tọp mốt cư dương nâng dọc lập bơ đầy dương bánh cổ lọc ruột nâng chạc chôl tư. Ruột hái cư dương trời cô tạch lập bơ nâng lơ phân mật xôm nâng rô hốt đau việp bù. ຈ້າລະນີ້ຕຶກລະເປົ້ລະບໍ່ເຈິງຄືບານປູຫາຍໂດຍຊ្នេះບ້ອງບ້ອນອາດເລືອກເວຈໍຫນຶ່ງຕົກເວຫນຶ່ງຫຼາຍໃນເປນີ້ຄືເຈິງນໍາຄືມົກຖືຊາວກຸຍໄວ້ມາດອງຈະດໍາບົງຄືເຈິງຕຶກດໍາຕຶກຈໍານວນ 600 ມິລລິລິດນັ້ນឲ្យປູຊັ້ນໃນເປນີ້ຕຶກລະບໍ່ເຈິງຄືບານປູຫາຍອັນຈັ່ງບ້ອງບ້ອນອາດດັກມະຊາວຊາວກຸຍຈໍານວນ 1 ຄໍາໂຈລຕືຮູດໃຫ້ຄືເຈິງຕຶກໂກວີឲ្យຈອບໄດ້ໃນເລືອກເພືອງລະຮົດດໍຕຶກນູປູມາດອງຕິດ Ấy lần ní tật chào cuối rồi bỏ dưỡng cư bàn bù hào hình chân bóng bốn ai đã vía cho tật nông chàn bàn. Bần tò bị đã cho chán rư có tha rút bóng bốn ai tục viên được nông tẹp bài thòm bà đá rư có nông tu tật cọ nâng rì dạp bê mùi màu. Mùi mong cài mốc chào cuối rồi bỏ dưỡng cư bàn cọ hào. Chân bong bóng tầng ọc ní ai dọc vía một cách chữ đồng tồi tồi bàn. Sạch chào cuối rồi bỏ dưỡng cư tôn lọ mến tên. Nếu bên ní tật lập bớ chào cuối nâng tật đọc câu sọ rồi bỏ dưỡng cư triêm bàn rủi rò hay chân cư dân ai chập đám một lý tật lập bớ chào cuối bàn.
Chia đầm bốn, cư dương trời chạy tức lập bớ, châu tức nông kéo. Bình tọp mốt, chạm dương đã chào cuối châu. Chia trong cơ hội dương nâng chạy tức đọc cô sớt châu bằng thêm bì lờ. Chà lời nít tức lập bớ chào cuối rồi bỏ dương, cư thua ban rụi rò hào mơ tớ của trong nhà mến tên. អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Like និងShare វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច Subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fan និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Like និងFollow Facebook Page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តបន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា